Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy quét của hãng Opticon có model đó là OPN3102i. Thì đây là một dòng máy quét kết nối không dây Bluetooth, nó có kích thước vô cùng nhỏ gọn. Nó được ứng dụng rất là nhiều trong việc đó là kiểm kê tài sản, kiểm kê hàng hóa, hay là trong việc hỗ trợ bán hàng ở các kiosk, hay là mình có thể thực hiện là việc check in check out bằng bảo mật. Nó ứng dụng rất là nhiều và rất là tiện lợi. Thì mọi người hãy cùng em khám phá chi tiết về các thành phần bên trong cũng như là các cách thức hoạt động, cách thức kết nối, vì sao mà nó có thể thực hiện được những cái nhiệm vụ trên, thì mọi người cùng em khám phá. Thì đây là dòng OPN3102i mà em muốn giới thiệu với mọi người. Thì mọi người có thể thấy á, thì đây là nó sản xuất ở Nhật Bản luôn mọi người, made in này. Đây là sản xuất Nhật Bản luôn nhá. Đây là dòng máy sản xuất ở Nhật Bản. Đây. Thì chiếc hộp của nó bên ngoài rất là nhỏ. Nhà ở đây á, thì chiếc máy bên trong sẽ mở ra cho mọi người xem về các thành phần cũng như là các phụ kiện của chiếc máy này. Đây, đầu tiên mở ra thì nó có một cái bảng để mình có thể là cấu hình cái cách đọc hoặc là kết nối, cái kiểu kết nối của nó ha. Những cái cách đọc ở trên này, đây bỏ qua cái này ha, tờ giấy về những cái thông số của nó nhé. Rồi tiếp theo bên trong đây là cái thân máy này ha. Đây cái hộp này ha, bỏ ra ngoài. Tiếp theo đây là cái cổng kết nối, đây cổng kết nối USB với cổng kết nối micro ha. Thì mình có thể cắm để mình có thể là sạc pin cho cái dòng máy này đó. Rồi còn cái này là cái dây để mình có thể là đeo lên cổ, hoặc là mình móc vào mình đeo cổ, hoặc là mình đeo ở quần tay ha, để giữ máy không bị tránh bị rơi đất. Tại vì chiếc máy mọi người có thể thấy là nó khá nhỏ gọn. Thì đây là cái nhân vật chính của mình, thì em có thể lấy ra nha. Đây mọi người có thể xem chiếc máy với màu trắng ha, rất là nhỏ gọn, rất là đẹp ha. Đó, xung quanh này mọi người nhìn qua xung quanh một xí ha, nó đâu đó tầm bằng hai ngón tay của mình nha mọi người. Mọi người có thể thấy nè, nó đâu đó bằng hai ngón tay, khá là nhỏ gọn, tiện lợi để mình có thể là cầm đi quét mã vật. Thì đây là dòng máy mình có thể là quét được mã 1D và mã 2D, những mã QR code hay là data matrix thì nó cũng có thể đọc được ha. Thì đây là đó, mọi người khá là nhỏ gọn, bên ngoài cầm cũng khá là nhẹ tay ha. Phía trước này là đây là cái vị trí để đầu đọc của máy, để nó sẽ đọc được những cái mã vật. Ở đây nó có là hai nút nhấn này, nút nhấn đầu tiên để mình đọc mã vật, còn cái nút nhấn này là để giúp mình kết nối. Phía sau đây là cái cổng để mình cắm cái cổng vào cái cổng USB của máy tính để mình tiến hành xác minh cho cái dòng máy này. Đây mọi người có thể thấy à. Rồi khi mà mình nhấn vào thì nó sẽ có ra một cái đường để đường ngắm, để mình có thể là ngắm vào cái mã vật cần quét để mình có thể quét ha. Thì bây giờ không để mọi người đợi lâu, thì em sẽ tiến hành kết nối cái thiết bị đọc của Opticon OPN3102i này với là cái smartphone á. Cái thiết bị của em đang kết nối đây là cái điện thoại tại hệ điều hành Android ha. Ngoài cái hệ điều hành Android thì mọi người có thể là kết nối với hệ điều hành iOS hoặc là Windows. Miễn sao nó có cái giao thức kết nối với Bluetooth thì mình có thể là kết nối qua được ha. Rất là tiện lợi và cũng khá là dễ dàng. Các bước kết nối của cái dòng này cũng khá là đơn giản ha. Mọi người có thấy ở đây có hai nút nè, mình sẽ nhấn giữ cái nút nhỏ ở dưới này. Mọi người sẽ nhấn giữ nút nhỏ ha. Đây để mình kích hoạt kết nối Bluetooth lên, nó sẽ chớp xanh thế này. Thì cái thiết bị này đang làm kích hoạt chế độ Bluetooth rồi, kết nối Bluetooth rồi. Khi mà mình muốn tắt thì mình cũng làm tương tự, mình nhấn giữ cái nút này thì nó sẽ tắt ha. Tiếp theo thì mình sẽ lên điện thoại và mình mở cái Bluetooth của cái điện thoại lên. Đây, sau đó thì mọi người xuống, kéo xuống mọi người tìm ha. Thì nó có cái tên của cái máy này OPN3102i. Phía sau nó có thêm một cái mã số, đó là cái số của cái thiết bị này. Ví dụ như mà xung quanh mình sử dụng quá là nhiều cái thiết bị OPN này, nhiều người xài quá, mình không biết là cái thiết bị nào của mình có thể nhìn đây ha. 109219 này, ví dụ như vậy. Một thiết bị nó sẽ có một cái bảng khác ha. Mình chọn vào đó để mình gấp đôi với nó với là cái thiết bị của mình. Đó. Nó cũng kết nối giống như là loa Bluetooth hay là tai nghe Bluetooth, khá đơn giản, chọn vào gấp đôi. Mọi người đợi một xí để cho nó gấp đôi với cái thiết bị của mình ha. Đó mọi người nghe cái âm thanh nó vừa báo không? Báo như vậy là coi như là kết nối thành công rồi đó. Thì coi như là mình ghép đôi thành công rồi. Với là đây thì em sẽ quét thử một số mã vật ha. Đây một số mã vật trên. Khi mà mình đi thì mình chỉ cần cầm theo cái điện thoại và mình cầm theo thiết bị này, hoặc là mình đeo lấy cổ khi mà mình lấy dây nhá. Đó, dây đeo cổ rất tiện lợi. Mình quét này, dữ liệu nó sẽ đổ về ngay cái vị trí của con trỏ chuột mình đang để. Mọi người có thể là mở phần mềm của mình lên để ngay cái ô test bot con trỏ nằm trong đó, thì nó sẽ đổ cái dữ liệu về. Hoặc là mình có thể mở Excel, mở bảng tính trong nghe, hay là mở ghi chú bất kỳ ở đâu đó ha. Nó mọi người quét này, nó có cái kia sân để ngắm này, mọi người thấy không, em ngắm qua đây này. Đó, quét này, dữ liệu nó sẽ đổ về này, mọi người thấy nó đổ về khá là nhanh ha.
khả năng đọc máu cũng rất là nhạy nha, nghe thấy không? Cái cốt này là cốt EA này 3, cốt 128 nó cũng đọc được hết ha. Thì ngoài đọc cái những cái cốt 1D thì nó cũng có thể là đọc những cái mã vạch 2D cho mọi người, ví dụ như là đây em sẽ đọc mã vạch 1D này trước ha, dài dài này ha. Đó. Rồi tiếp theo thì mã vạch 2D thì đây cái QR code đây, đọc nó cũng sẽ đọc được này. Thì với mã vạch .com ở trên này nha mọi người. Đó mọi người có thể thấy ha. Đó thì nó cũng sẽ đọc được trên 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 này nhá. Đó thì cốt 2D. Đó, cốt 1D thì nó cũng vậy. Đó thì đây là những cái mã vạch này khá là lớn thì nó đọc được, những cái mã vạch nhỏ thế này đọc được. Thì khi mà mình sử dụng cái này thì mình có thể cầm mang theo bên người, kết nối với một cái thiết bị, mình có thể cầm thế này mình đi quét ở quân kho, tại vì cái công việc của mình không cho phép mình có thể là mang máy tính đi khá là rườm rà rắc rối. Thì khi sử dụng những cái loại có dây thì mình sử dụng những cái loại không dây này, rất nhỏ gọn, có thể là để trong túi áo, túi quần và cầm đi rất là tiện lợi ha, hoặc là móc lên để đeo. Thì ngoài cái việc kết nối trực tiếp với cái thiết bị như thế này thì chiếc máy này nó còn có bộ nhớ lên tới đó là 1 MB nha mọi người. 1 MB thì cái việc này đó là khi mà mọi người mất kết nối với thiết bị như là thiết bị di động này thì nó có thể là lưu trữ cái mã vạch trên cái bộ nhớ đó. Sau khi có kết nối trở lại thì nó sẽ đổ cái dữ liệu về lại cái thiết bị kia cho mình để cho mình không có bị gián đoạn hoặc là mất đi những cái dữ liệu, mình có thể cầm đi và lưu trữ. Thì đây là một trong những cái điểm nổi bật của cái dòng máy OPH của Opticon nha mọi người. Vừa rồi em đã cùng với mọi người tìm hiểu chi tiết về cái khả năng kết nối cũng như là quét thử cho mọi người xem về khả năng đọc mã vạch của cái dòng máy quét Opticon OPN3102i này. Thì nếu như mọi người cũng đang cần tìm một dòng máy quét nhỏ gọn tiện lợi không dây mà có thể mang theo bên mình, không phụ thuộc quá nhiều về những cái thiết bị dây rườm rà, thì đây là một cái model mà đáng để mọi người có thể tìm hiểu. Thì mọi người nếu muốn tìm hiểu về các dòng thiết bị kết nối không dây kiểu như vậy thì mọi người hãy liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibamat.com. Thì Thế Giới Bảo Mật sẽ tư vấn cho mọi người lựa chọn những cái dòng thiết bị phù hợp nhất. Thì nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.